Hello, xin chào cả nhà. Mấy ngày nay bên em mưa quá à, nên không có dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi được. Hôm nay trời mát, em dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài chơi, sẵn tiện quay video cho cả nhà cùng xem luôn. Cái này là phía sân trước của nhà em. Hôm nay thì có mấy cây bông nó nở, nhìn đẹp nên em quay cho mọi người xem. Cái này hoa hồng của nhà em, hôm bữa nhiều lắm mà mấy nay mưa nên nó bị rụng khá là nhiều. Chỉ còn có mấy bông thôi, nhưng màu thì rất là tươi và đẹp. Nhà em thì trồng nhiều hoa hồng lắm, mà ở phía sau á, phía trước thì để có vài cây thôi. Em thích cái màu hồng này lắm mọi người. Nhìn nó tươi mà giống như mấy cái màu son môi vậy đó, nhìn đẹp lắm. Còn cái này là cũng hoa hồng nhưng mà nó giống như hoa hồng tỉ muội vậy đó mọi người. Nó chùm rất là nhiều. Nó màu hồng mà nó ánh cam cam. Ở ngoài lúc mà nó mới nở thì nó rất là tươi. Bây giờ nó cũng đang héo héo rồi. Tại mấy nay mưa quá nên nó bị dập cánh hoa rất là nhiều luôn. Nó cũng tàn nữa. Cái này là mấy cây húng lũi nhà em. Húng cây nhà hôm bữa em cắm hành lá nữa đó. Bữa nay nó lên. Tại trời mưa nên nó lên tốt lắm. Xanh rờn à. Này cần nước nè. Rau đắng nhà em cũng đang lên lại luôn. Hôm bữa em hái ăn hết một ít rồi đó chứ. Mà nay mưa cái lên lại. Rau muống thì còn được mấy cọng ở ngoài đây á. Hôm bữa em hái hết trơn rồi. Cái này cây hoa tường vi. Mùa hè nó nở đẹp lắm. Đây cái bụi bông vàng của nhà em nè. Hôm bữa em có lên mạng xem tìm hiểu á, thì cái bông này người ta kêu là bông kim châm và xào thịt bò ăn được nha mọi người. Hôm bữa nhà em cũng có xào ăn thử, rất là ngon và ngọt. Mà trước giờ không biết nên không có ăn. Mấy cái chậu hoa nhỏ nó cũng đang lên lại luôn. Đó, hoa vàng nhiều lắm mọi người. Còn đây á, là hàng xóm xung quanh nhà em. Ở trong đây được cái nhà em á, là hẻm cụt rồi nên cũng ít xe ra vào lắm, nên mấy đứa nhỏ nó chơi được thoải mái lắm. Mấy nay mưa đòi ra ngoài chơi nhưng mà không có ra được. Em sợ bệnh cảm này kia sổ mũi nên em không có cho bé ra ngoài. Hôm nay á, thì trời mát, dẫn hai chị em ra ngoài sân chơi, đi vòng vòng xóm. Xóm này khá yên tĩnh lắm mọi người, đa phần là người lớn tuổi à, cũng có một vài nhà là có trẻ em ở nhà giống như nhà em vậy đó. Bé lớn nhà em thì thích chạy xe đạp lắm. Hôm nào nghỉ học là mẹ ơi cho con ra ngoài chạy xe đạp đi. Bé nhỏ nhà em thì thích ra ngoài chơi để được đi chạy tới chạy lui mà cứ té hoài à mọi người. Ra đường là mặt hớn hở lắm. Mà được cái trong này xe ít ra vào nên em cho ra ngoài chơi được. Chứ ở ngoài đường ngoài ngã tư ngoài phía trước đó thì xe ra lại đông lắm nên không có ra đó được. Nên em cũng ít khi dẫn bé ra ngoài đó lắm. Chỉ chơi trong cái phạm vi từ cái phía nhà mà gần em đổ lại thôi. Mọi người thấy khu vực ở đây yên tĩnh không? Toàn người lớn tuổi không à. Chỉ có một hai nhà là vợ chồng và có con nhỏ thôi. Cho nên cái xóm của em ở khá là yên tĩnh. Được cái cũng an ninh lắm mọi người, nên cũng yên tâm lắm. Vừa đi vừa hát ríu rít cái gì đó mọi người mà em nghe không có được. Lúc này bé em nó nói nhiều lắm nhưng mà không biết nói tiếng gì luôn. Nhiều khi em nghe mà cũng không có. Cái nhà màu xám ở gần nhà em đây nè, hôm bữa người ta mới bán nên có người mới mua về ở. Khu vực nhà em á, bữa giờ bán nhà rất là nhiều luôn. Người ta mà bán được cái nhanh lắm, bán là có người mua liền à.
giống như kiểu người ta thích yên tĩnh á, nên người ta cũng mua nhiều lắm. Còn đa phần người bán là người lớn tuổi, người ta bán xong á rồi người ta đi vào viện dưỡng lão người ta ở, chứ người ta cũng không có ở với con cháu giống như bên Việt Nam á mọi người. Nhà em ở đây được cái đi ra chợ Mỹ á, chợ nào cũng gần hết á, cho nên là em cũng không thích dọn đi chỗ khác. Có mua nhà thì em cũng mua gần gần đây để ở, để gần ba gần mẹ, chạy tới chạy lui cho con cháu nó thăm ông bà nữa. À, bé nhỏ nhà em nó thấy chị hai chạy xe đạp đằng kia là nó chạy theo như vậy đó. Mà em á thì mỗi lần ra đây á em hay cho bé đi bộ để cho bé quen, bé đi được cứng cáp hơn để không có té nữa. Cho nên mỗi lần mà ngày nào mà không có mưa hay gì đó, trời mát là em mới cho bé ra đây đi bộ để bé vừa thể dục cho khỏe người, để vừa tập đi luôn á mọi người. Bé của em thì mới được có một tuổi mấy thôi nhưng mà năng động lắm, chữ bé cũng hơi cực luôn á, cứ chạy nhảy lung tung không có yên, cho nên em cũng ít khi cho ra đường lắm. Tại vì nhiều khi xe cộ chạy qua chạy lại á, nên em cũng không có cho ra nhiều. Hôm nào đường vắng em mới cho ra. Chạy mấy vòng rồi đó mà cũng chưa biết mệt nữa. Phải thấy chị hai phía trước là đi theo, cứ thấy chị hai đi phía trước là đi theo vậy đó. Rồi hát ca cái gì á không ai hiểu hết. Bé lớn nhà em nó thích chiếc xe đạp này lắm. Tại vì chiếc xe đạp này bà nội tặng cho nó nên nó thích lắm. Có cũ nó cũng không có bỏ nữa. Nó có chiếc xe đạp mới nhưng mà nó ít chạy lắm, nó chỉ thích chiếc này thôi. Nó nói khi nào hư đi rồi con mới chạy chiếc mới. Cũng tiết kiệm lắm á mọi người. Cái khoảng sân phía trước của nhà em á, cái mấy cái bông hoa dại màu trắng trắng nó mọc nhiều lắm. Mà cũng hả, có mấy cái ổ kiến lửa lớn lớn nữa, nên em ít khi cho bé ra đây lắm, sợ kiến cắn, kiến nó cắn sưng luôn á mọi người. Nó chỉ bò ngang thôi mà cái chân mình ngứa lắm luôn á. Em không biết kiến lửa bên này sao á, chứ cắn rất là đau. Mọi người thấy cái ổ màu trắng trắng ở dưới gốc cây này nè, đó là ổ kiến lửa đó, nó lớn như vậy đó. Đi từ xa xa là em lại thích ngắm cái bụi bông vàng này nè mọi người. Mấy nhà vòng vòng đây ai cũng khen bụi bông nhà em đẹp hết, chiều nào cũng có người lại chụp hình nữa. Mấy nhà hàng xóm ở đây cũng vui vẻ lắm, cũng thích hoa thích cây như vậy đó, cho nên cứ hả thấy nhà em có hoa nào nở là qua xin chụp hình. Bây giờ em cũng chuẩn bị cho hai chị em vô để ăn uống buổi chiều. Nhưng mà hả, bé nhỏ nhà em mà kêu vô là nó không chịu đâu, nên em phải dụ nó nữa. Bé nhỏ nhà em nó thích cái hàng rào bông của bên nhà hàng xóm lắm mọi người. Nó cứ đi qua đó rồi leo lên đó đứng nhảy nhảy hát hát bên đó đó. Rồi nó kêu em á, cũng lên đó đứng đó để nhảy giống nó vậy đó. Nó thích cái này lắm. Nhà hàng xóm thì thích nó, mỗi lần thấy nó là kêu nó qua chơi. Mà nó thì chỉ thích đứng nghe bụi bông này thôi, chứ không thích đi chỗ nào hết. Con bé em nó nói cái gì mà tùm lum hết trơn á, ông bà cô chú ai nghe hiểu nó nói gì dịch lại giúp em với. Bây giờ thì em chắc phải dụ bé vào ăn thôi. Xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Khi nào em rảnh hay đi đâu chơi, làm cái gì em cũng sẽ quay lên để cho mọi người cùng xem. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Và em rất vui vì mọi người đăng ký kênh ủng hộ em. Mấy mẹ con em xin chào mọi người. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và thật nhiều sức khỏe.
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video kế tiếp. Xin chào.